Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đến cửa hàng xe máy của Hyundai Phú. Dạ vâng. Chuyên coi như là xe cũ, tất cả các loại xe. Nhưng mà để nói về độ uy tín thì ở đây là xe mộc mạc nhất và không có coi như là dạng kiểu như là mông mái nhiều như ở chỗ khác. Thế hàng là hàng chất lượng luôn. Anh em nào muốn đến thì đến gặp em Phú nhá. Đấy, đây này, cửa hàng này các bạn nhìn đấy. Em rất cảm ơn anh Dũng đã tin tưởng cửa hàng, ủng hộ bên em một chiếc SH 125 đời 2016, xe rất đẹp đây, mà giá rất hợp lý cho anh. Anh em đến đây là uy tín nhá. Ok anh, rất cảm ơn, hy vọng anh sẽ giới thiệu cho cửa hàng em thêm. Chắc là anh em. Dạ vâng vâng, dạ vâng vâng, em cảm ơn anh nhiều. Đổ xăng nhá. Dạ rồi. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Mình đang chuẩn bị lại tiếp tục công việc mới. Đấy, anh em thấy ai mà ok thì ủng hộ mình nhá. Đây, mình chuẩn bị chuyển sang công việc coi như là xe máy nữa, buôn xe máy cũ. Đây, quay cho cả nhà xem nhá. Anh em mà cần xe máy cũ alo nhá, giá rất rẻ. Đấy, tất cả các loại hạng xe. Đấy, anh em nhìn thấy ok chưa? Đó. Rồi, ok nhá, xin chào mọi người nhá.